Con chào cô. Cô dọn dẹp cho chú hả cô? Chào chú. Hôm nay dọn dẹp vệ sinh con được trước quay đó, cô nhớ không? Cô cũng nhớ à? À con qua mà cô đang ăn bên á, nhớ chưa? Dạ, con mới về. Hôm nay cô qua dọn dẹp giùm hả cô? Sáng ăn chưa chú? Dạ. Dạ. Cô về giặt đồ hả cô? Dạ. Dạ không, con đi hôm qua xuống. Dạ. Dạ. Có, mà đi vô chùa, cái xin cái chùa đó mà chú có chiều vô không? Chú thì cũng sao cũng được mà sợ với sao. Không biết có mình có tham quan coi kỹ nhiều khi như trường hợp với chú yếu quá đó. Chứ nhiều khi mấy người đó ta còn mạnh lắm, ta còn ngồi lên người chú. Không, trong đó mấy người nằm không à, nằm một chỗ không à. Nằm ví dụ người ta chăm sóc mình từ đầu tới cuối luôn ha. Người ta đeo tả cho mình á, mình vệ sinh trong tả xong người ta thay tả cho mình, người ta tắm được cho mình. Cái chùa đó gì đó nói là ở trong tỉnh Tiền Giang. Cây lầy mình á chú. Dạ. Dạ, cây lầy. Thì hôm bữa hôm ông sư thầy trụ trì cũng có coi cái clip của chú rồi. Thì nói là đình coi tiếp nhận chú, nhưng mà thấy chú có nhà thờ họ chỉ lo cho cái nhà cửa như vậy nè. Thì tự nhiên bên chùa mà đi đón chú, nhà thờ lo mà như chùa đón chú thì nó hơi khó, hơi kỳ. Thì không biết là để hỏi ý kiến chú lại coi cái đã. Sao bây giờ chú nói với con vậy? Không biết chú ngại quá. Vậy thì mình cũng lợi dụng giờ cái lòng của mấy người mà họ làm chủ trăm đó con. Con làm sao rồi chú ở đây luôn không được nữa. Nhưng mà làm sao thôi. Khi đó là bà xã đó. Dạ, vợ con đó chú. Thì chú nói sao chú? Dạ sao rồi? Có thể giúp cho chú được cái giường y tế không con? Giường y tế hả chú? Dạ. Cái đó cũng khó lắm mà được, cũng ngại quá. Hôm đó có nói với mấy cha rồi. Mấy ông ghé thăm quê với cha chở cho nó. Mấy ông nói cái giường nó mắc tiền rồi để mấy ông về. Mấy ông xin coi người... Mắc là bao nhiêu chú? Nó tới gần cả ngàn đô rồi. Ngàn đô hai mấy triệu hả? Dạ. Thì nó cũng như là ví dụ mình như chú này thì còn cái tay là đủ chích được đó. Chú sử dụng lòng đó thì chú bấm cái là nó đỡ chú ngồi vậy được. Rồi có cái bô rồi đi cầu luôn khỏe lắm. Dạ. Nhưng mà ví dụ người ta cho tiền thì chú có mua được không? Dạ được. Nó có cái địa chỉ trong cái con lên mạng con coi thử coi. Dạ. Trong cái phần YouTube đó. Nó có cái giường mà y tế giúp cho người bị tai biến với người bị bại liệt hoàn toàn đó. Dạ. Nó đỡ mình lên nằm lên rồi nó bấm cái nó đạ hạ nằm xuống nó nghiêng lại được đó. Dạ. Cái đó mình chỉ cần người ta giúp đỡ là ví dụ lỡ cúp điện hay gì đó thì người ta lại ta quay giùm mình. Nó có cái tay quay, nó quay giống như cái máy dầu vậy đó. Dạ. Cái nhà gì ở cũng được rồi con ạ. Chú sống cũng chắc không bao lâu đâu. Cái nhà gì thì cũng tạm thời ở được đi. Thì ví dụ như mà có giúp được chú, có được giúp chú cái giường đó thì cũng mong ước gì lắm. Dạ, mong ước cái giường ha. À, cái giường vậy tâm. Mình nhiều khi con cháu đây nó cũng giúp chứ không phải giúp nó cũng đỡ. Vì sáng nó đỡ chú ngồi vậy rồi đó. Dạ. Rồi lát cái ăn cơm xong cái cũng hay mượn nó đỡ nằm xuống. Dạ. Thì thí dụ có cái giường đó mình khỏi mượn. Mình bấm cái tự nhiên nó đỡ mình vậy cái mình muốn nằm xuống đó. Mà thí dụ mình đi vệ sinh nó có cái chỗ cái lỗ đó mình bấm cái nó chạy ra cái mình đi. Mà như ở đây thì nó khỏe lắm. Khỏi phải đổ bô đổ gì vậy. Thí dụ ở đây xuống dưới cái địa này luôn à. Dạ. Cái gì không biết tên gì cái tên gì con hả? Cái gì điện hồi hôm đó à, con cũng không nhớ, con không biết nên là nhiều người gọi con cũng nhớ đâu. Thôi thôi cảm ơn em trai nha, trời ơi dễ thương lắm luôn á. Hồi đó giờ chắc vợ con chưa có về miền Tây ha? Dạ nhà con đây mà. Dạ. Thì hôm bữa con đăng lên vậy đó chú, thì cũng có mấy anh chị cô chú giúp cho chú ít tiền. Dạ. À thì chú nói là chú mong ước cái giường y tế. Dạ. Thì cái số tiền này nó cũng khá lớn đó chú. Dạ lớn. Dạ. 44 triệu.
Dạ. Cái số tiền người ta ấy hả? Dạ, người ta giúp cho chú 44 triệu. Cho gửi tặng chú. Vậy được rồi, vậy là khỏi cần ấy được. Cái vườn này nếu vậy chú thích cho chú mua được cái vườn này rồi. Dạ, thì đó. Dạ, chú mua được rồi. Cảm ơn lắm dạ. Có cái vườn này chú khỏe lắm đấy con. Dạ, thì 44 triệu chú mua cái vườn khoảng 24 triệu còn dư 20 chú cắt để dành ăn từ từ. Dạ. Nhưng mà con biết cái số tiền này giờ con đưa cho chú thì sao đưa chú giữ luôn à? Chú giữ luôn ha. Rồi chú gửi cho nhà bây thờ. Để coi chú liên hệ cái vườn này nó nằm ở cái huyện Tân Bình á. Thì cái đó chú nhờ bên chỗ mấy cha mua. À mua giùm ha. À. Mà cái đó phải ta đem để ta ráp được cho mình. À có thì đúng rồi, họ ráp cho chú. Họ chờ tới cho mình trả tiền. À. Họ ráp họ chỉ mình cách sử dụng. Rồi vậy được thì cảm ơn. Như vậy là có thể là cũng như chú được tái sinh đó. Con biết hôm tới cho dắt vua đó cỡ 2 giờ chú nằm đó rồi không ai đỡ vậy mà mình nằm thì tới 2 giờ mình cũng phải đi tiểu tiện rồi chứ. Dạ. Đỡ vậy rồi điện mấy đứa cháu nó đi mầm hết trơn rồi. Ra ruộng ra làm hết trơn rồi. Không có rồi chú phải nằm tới 3-4 giờ dạ. Nó mới vô. Nếu được cái giường này chú bần dữ lắm á. Rồi thì xong rồi chú cứ gửi với mấy cha bên nhà thờ mua. Dạ. Dạ thì con cứ đưa tiền hết cho chú. Dạ, chú rồi nhờ cha hay gì cũng được. Dạ nhờ cha hay giờ mấy gì đấy nữa. Thì tùy chú à, cái đó tùy chú. Chú nhờ ai mua thì nhờ mua cái xong họ đem về đây họ chờ mình. Cũng dễ cái gì mình liên hệ nó. Cái công ty MKC đó. Nó đây là công ty MKC nó gác cái vườn nó bán cho mấy cái bệnh viện nó giúp cho mấy cái y tá đó thôi. Dạ. Chăm sóc về bệnh nhân cho dễ dàng hơn. Dạ. Ví dụ như có nhiều bệnh nhân mà bị gãy xương nữa không? Dạ. Gãy cái xương sống đau lắm, mỗi lần đỡ vậy là đau dữ dằn lắm. Dạ. Nên cái nệm nó nâng từ từ lên thì người ta cũng bớt đau. Rồi bữa nãy giờ có ai ghé xuống thăm chú rồi không? Có cái gì, có cái ông ở bên Bến Tre, ông gửi cho thuốc. Dạ. Thuốc nam. Rồi có cái ông ở Sóc Trăng đó, ông cho 200 ngàn mà ông gửi bưu điện rồi. Không ai lãnh được. Không ra làm được, họ đem vô đây hả chú? Bị ổng đóng hình như ổng đóng phí tổ không đủ đó. À. Như ví dụ như là họ không đi giao? Họ giao tới bờ Hòa Khánh đó thôi. Ồ. Hòa Khánh nó phải, nó nói muốn ấy phải ra lãnh. Trời có 200 ngàn mà sao đi ra lãnh được? Ông đi chú Hòa kêu bữa có người nào quen lãnh giùm chú mà cũng nữa mấy người kia mà đâu ai không đâu đi. Dạ, còn khó. Chú có uống sữa được không vậy chú? Có, chú cũng chán dùng uống sữa bịch vậy đó. Dạ, sữa bột pha chú uống được không? Được. Dạ, thế chú đợi tí con ra xe con lấy. Dạ. Dạ đây chú, có cái anh Đàn ở bên nước ngoài á, anh gửi cái sữa này về. Thì cái sữa này 1 kg luôn á, thì mình cứ cắt ra rồi mình múc vài muỗng á. Dạ, đúng rồi, bỏ vô ly và chú pha nước ấm ấm này nè, cái nước, chú có nước bình thủy mà, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đây con gửi chú nha, con để đó cho chú ha. Dạ. Đó, thì chú cứ chú muốn uống đầm thì chú múc nhiều muỗng, còn muốn uống loạn thì múc vài muỗng thôi vậy đó. Thì pha con không biết hình như nó có đường sẵn trong rồi đó chú. Dạ thì uống lần loạn thì chú cứ coi thử, nếu ví dụ nó hơi lạc thì mình cho muỗng đường. Dạ uống sữa uống bồi bổ sức khỏe vậy mà. Dạ chị còn có ấy còn nói giùm ha. Dạ chị còn nói cảm ơn cái gì hồi tối điện giùm đó. Dạ cái gì lòng tốt và cũng muốn giúp mình dữ lắm. Dạ. Cái để con lấy cái ghế ngồi tí ha. Dạ. Đứng mỏi quá. Cái gì đó, cái cô đó thì cô gọi cho con cũng không biết gì hết. Cô nói là thấy bữa hôm con có đem cái chú ở trên Sài Gòn đi xin vô cái chùa đó, thì vô chú đó cũng tật nguyền vậy đó, không có mọi cái sinh hoạt chú cũng làm được. Đó, thì đem vô chùa xong rồi thì cô coi được, cô rất mừng, thì cô gọi cho chú đó. Cô gọi cho chú xong thì cô hỏi ý kiến chú có muốn vô chùa không. Thì chú nói chú muốn vô gì đó thì con nói để hôm nay con qua hỏi kỹ lại. Tại vì á chú đang được nhà thờ họ xây nhà, cất cho cái nhà vậy nè. Cái nhà cái trò nhỏ nhỏ nhưng mà cũng công sức của họ họ cất. Và họ lo cho chú từ bữa giờ, mà từ bây giờ chú có chùa, cái chú đi vô chùa thì thầy bên đó, thầy trụ trì á, thầy nói thầy sợ hơi kỳ thôi chứ thầy sẵn sàng tiếp nhận. Dạ. Buồn thì đó. Giống như thầy nói câu con thấy cũng hợp lý, giống như là mình người này đang chăm sóc bên nhà thờ, chăm sóc cái là có lẽ mà họ đâu có phải bỏ bê đâu, mà tự nhiên bên đạo Phật đem chú về cái là nó hơi kỳ, nó hơi khó. Cho nên là như vậy là cũng nhờ cái lòng bác ái giúp cho chú tiền. Chú trên phần nữa chú mua được cái vườn đó là dạ. Như là 80% là nó giúp cho chú thay thế mấy cái người mà
đỡ chú lên đỡ xuống đó. Dạ. Đi cầu được mà có mấy cái vườn này trong đó tắm được luôn đó. Dạ. Ví dụ mình ngồi trên vườn cái nệm nó làm một cái chất gì á, không tắm nước được, chống nước được, mình tắm ngồi nó rồi có thể cô kiệm cô tắm cho chú cũng miệng bị cổ yếu cô đỡ gì không nổi chứ cổ không phải cô ngại gì. Dạ. Rồi đây mấy thằng cháu thì nó cũng dễ nữa. Vòng vòng cái sớm này là mình mượn lại tắm không được. Chị cũng mừng chú ha. À, dạ. Đủ cái này bị gì con biết không, ngày qua cái mượn cái thằng ở Đà Nẵng nó có ở trên thành Sài Gòn, nó tên là Trương Minh Lập, nó cũng nhỏ tuổi như con nhưng mà nó cũng biết lắm con. Dạ. Chú lại mượn nó tắm vợ nó mạnh nó đỡ chú là ngày qua tắm sạch sẽ hết trước luôn. Lâu lắm mới tắm lại chú hả? Tháng mấy đó. Tháng mấy rồi mới tắm. Trời. Nó cho để con lâu quá để con kỳ cho chú. Dạ. Ừ. Rồi ai qua tắm xong rồi cô kiệm để cô mới lấy quần áo rồi giặt giùm đó. Dạ. Đó chứ mình bây giờ ra chuyện phu mang con ta chứ không gì nếu mà không có chút đỡ cho tôi chết mấy năm nay rồi. Dạ. Rồi giúp một chút và điều bây giờ đây nông thôn mà ngủ rồi tối ngày đi chịu cứu được con. Rồi cũng có khi ở không thì giúp, còn ở không đâu giúp được đâu. Chú ơi, chú có chứng minh nhân dân mà đúng không chú? Không có, chú không có làm chứng minh. Chú làm chứng minh nhân dân hả? Có sổ hộ khẩu. Có chứng minh nhân dân khó lấy tiền lắm chú ơi. Dạ. Có chứng minh nhân dân là không lấy được tiền đâu. Mình ra đó lãnh nó đâu cho ha. Dạ, nó đâu có biết chú là ai đâu. Dạ. Chú nói chú tên gì thì ai người tới khai nhận, còn tên gì thì còn đâu có được. Chú mượn cái ông kia kìa, ông lãnh giờ mà cũng không được. Không được đâu. Ông nói ông ra đó người ta không cho lãnh. Dạ, chú đâu có chứng minh đâu mà nó khó lắm. Khó bây giờ có cái sổ hộ nghèo nè, với cái sổ mà tàn tật á. Hai sổ đó cũng không được. Chú nào con đưa tiền cho chú thì chú giữ luôn ha. Dạ. Có được không vậy chú? Được ha. Chứ là con đăng lên thì có mấy người xấu họ coi được hay sao? Dạ, có chú thì ở đây nó sớm này nó cũng hiền lắm. Dạ. Sớm đào này. Dạ, vậy thì từ mình. Đó giờ cũng mới mát. Rồi có gì chú nhớ nhờ cha. Dạ, hay là nhờ cái gì đó chú nói đó. Dạ. Mua tranh thủ mua liền ấy chú ha. Chứ sao là con có thí dụ mà con ghé thăm. Có đi ghé thăm dạ. Dạ. Rồi dạ. Nói chung là cũng mừng cho chú thôi chứ con dạ. Có chú mua thì chú đỡ bớt. Dạ. Chú ước mơ bớt nhiều nó. Có thể chú ước mơ là gần cả năm nay rồi đó. À. Mà nó cũng có là ngó lại với mấy người kia nó thấy tiền nhiều quá. Nhiều quá hai mấy triệu là nó vượt. Vậy là để cho chú điện với cha sở cái nhà ổng mua giùm. Dạ, rồi không mà chú nếu mà có tiền chú nhờ cha làm bớt trong đời nóng á. Dạ. Có cái gì có cái chống nóng á chú. Dễ của anh. À. Ví dụ chú mua cái tấm mũ ha. Đúng rồi, mua cái đồ chống bự con trăng bốn góc luôn. Không, mù cho con sợ nóng mà có cái loại mà chống nóng á, cái tấm chống nóng á. Phản nóng rồi nó phản lên trên á là mình đỡ nóng bớt cái tô mà mình. Được không? Tấm mát trời. Thì con cũng biết rồi, thì con thấy là mấy chỗ cái nhà mà họ hay làm có cái đồ chống nóng á. Đợi cho chú ở đây mà mùa hè thôi chú nóng kinh khủng lắm á. Nóng lắm. Mà đều cũng đủ, cũng còn ở nhà thì cũng còn chắc không. Dạ. Cây đủ còn đủ, không làm đấy mà điều nó hơi lâu chút. Dạ, thôi kệ, còn mừng cho chú có được mọi người giúp đỡ thì để mà có cái giường như mà chú mong muốn đó. Ở trên có đứa bé mà chú nó đỡ chú ngồi. Dạ, nhóc cái thằng nó quay được cái cái giường này hay lắm con. Dễ thương ha, nhóc. Cái giường này ví dụ nó cúp điện thì mình quay. Dạ. Rồi bằng tay rồi ví dụ có điện thì mình có cái robot gì vô tiếng vậy đó. Dạ. Mình bấm ví dụ bấm cái nút số 1 thì nó đưa mình lên. Còn bấm số 2 thì nó đưa mình xuống. Mình bấm số 3 thì lật mình đi ngoài vậy. Dạ, vậy được. Đỡ lắm á. Đi cầu tiểu tiện cũng dễ nữa. Dạ. Nó có cái lỗ cái chỗ cái nít mình mình bấm cái nó chạy ra cái thì mình đi dùng phét cái lỗ dưới này nè con. Phét lỗ dưới cái đề này nè. Dạ. Thì ví dụ trong mấy cái chùa hay là mấy cái gì ta phải bưng cái bô ta đổ. Dạ. Cũng cực khổ ở đây chú xuống đây luôn khỏi cái gì vậy chứ. Cái cô kia hồi nãy là qua dọn dẹp cái chú đó hả? Dạ, cũng nhờ cổ sáng của lúc cơm. Dạ. Bị cổ cũng giỏi giỏi đó. Ở trên nhà này thì cũng cho chú rất nhiều ăn. Chai thằng bé nó bưng xuống. Dạ. Rồi chú nằm vậy nè. Nằm nghiêng rồi cái tổ để gần cái miệng mình nó ăn được. Còn nhà sáng nè, tại chú cũng nhắc rồi con. Dạ. Sau kỳ nó bị cái gì, bị chuẩn bị viêm cột sống đó. Dạ. Rồi nhưng còn cổ nó thành nó chảy. Hai cái tay chú liệt cái giống như là bị tai biến vậy đó. Dạ. Mà điều đỡ hết tai biến chú còn bấm điện thoại được. Ừ. Nhẹ nhẹ thì được nhưng mà mạnh không được. Dạ. Cái tai hôm nay nó liệt dữ lắm nè. Cái tai này, còn cái tai hôm nay thì đỡ rồi. Thì hôm bữa con đăng cái clip của chú lên á. Dạ. Thì được mấy anh chị cô chú ở nước ngoài cũng như là trong nước. Dạ. Họ thương tình thì họ giúp cho chú được số tiền là 44 triệu.
658 ngàn. Dạ, thì bây giờ là con sẽ đọc cái danh sách của mấy anh chị cô chú mà giúp cho chú. Thì đây, có cô Năm ở Điện Biên giúp cho 1.500.000. Chị Nguyễn Thị Bích Vân ở Mỹ giúp 50 đô được 1.160.000. Anh Oli Giang Nguyễn ở Đan Mạch, anh UL Giang Nguyễn ở Đan Mạch giúp 1.683.000. Gia đình chú Điệp ở bên Mỹ giúp được 200 đô được 4.640.000. Chị Trần Kim Hạnh ở Phú Nhuận giúp 1.000.000. Một cái chú ẩn danh, chú không nêu tên, ở bên Mỹ giúp 50 đô được 1.160.000. Chị Hồng Thanh Nguyễn, chị Hồng Thanh Nguyễn Thị ở Mỹ giúp 100 đô được 2.320.000. Chị Phương Nguyễn ở bên Mỹ, chị Phương Nguyễn ở bên Mỹ giúp 100 đô được 2.320.000. Chị Tuyền Tạ ở bên Mỹ giúp 100 đô 2.320.000. Chị Lê Thanh Thủy ở Úc, chị này hay gọi là chị Chi, giúp 1.215.000. Chị Tiền Nguyện ở bên Mỹ giúp 100 đô được 2.320.000. Anh chị Duy và cô Loan Nguyện ở bên Mỹ giúp 200 đô được 4.640.000. Anh chị Tiến Chi ở bên Úc giúp 200 tiền Úc được 3.240.000. Cô Huệ, cô Nhung ở Úc giúp 300 Úc được 4.860.000. Chị Thanh An bên Mỹ giúp 400 đô được 9.280.000. Và cái số 16, cái số cuối cùng là có một cái anh chị không có biết anh hay chị chuyển khoản qua ATM, tên Lê Thanh Nhân. Nội dung chuyển khoản là tặng cho cái cụ bà 94 tuổi quê Đồng Tháp đi bán vé số nuôi chị gái á. Nhưng mà cái hoàn cảnh này á, thì con mang tiền tới nhưng mà người ta không có nhận. Người ta không có nhận, người ta nói là con cháu lo được. Người này chuyển 1.000.000 thì người lo, ta lo được thì thôi con lấy cái số tiền này con tặng cho chú luôn, coi như là tiền của cái người đó là tặng cho cái bà cụ kia đó. Nhưng mà bà cụ kia thì lại con cháu nói là họ lo được, họ không nhận, thì cái số tiền của cái người mà tên Lê Thanh Nhân này là 1.000.000 là chuyển cho chú hết ở cái bè Tiền Giang luôn. Tổng cộng số tiền là 44.658.000. Thì cái số tiền này là chú là con sẽ đếm đầy đủ rồi con đưa cho chú. Rồi chú thì như chú nói đó, cái mong muốn duy nhất lớn nhất bây giờ đối với chú là có cái giường. Dạ, thì chú trích ra một phần nào đó, chú mua còn nhiêu là chú cắt hoặc chú gửi ai, tại vì chú không có chứng minh thì chú cũng đâu có gửi ngân hàng được. Thì chú cái đó thì ở đây thì chú tin tưởng ai thì chú gửi, con thì con không quyết định cái chuyện đó. Con chỉ có việc là cái cầu nối con trao cái số tiền các cái mạnh thường quân họ gửi tặng cho chú, họ không có điều kiện họ đi tới tận nơi thì con đi được thì con đem tới. Còn cái việc mà chi tiêu như thế nào đó là họ đã tặng chú rồi thì quyền chú quyết định. Dạ, thì khi mà sau khi nhận cái số tiền này thì chú có cái lời gì thì con sẽ chuyển lời, cái clip này con sẽ đăng lên thì mọi người sẽ coi được. Vậy chú nói ha. Dạ. Vậy thiệt chú vô cùng cảm ơn. Thiệt cái sự đau khổ con chú thấy trên clip của con quay đó. Còn nhiều người khổ sở hết chú, những người mấy cái bà già bán vé số, rồi có những cái đứa bé mồ côi, con vô cái chùa nào đó con kỳ đó. Con thấy cái sự đau khổ này nó trong Việt Nam mình nó bao la, mình không giúp được hết đâu, nhưng mà cũng cho dịu được rất nhiều cái niềm đau. Chú nói cái như là cái cây mà nó khô hạn thì như phải nhiều đám mưa, nhưng mà một hai đám mưa đầu cũng đỡ cho nó cũng được. Chú thấy cái công việc này không biết hồi đó có ai sáng kiến mà nó hay gì vậy. Từ hồi đất nước Việt Nam mình mà hòa bình tới giờ, sau khi những cái chuyện này giúp đỡ cho biết bao nhiêu người con, biết bao nhiêu nỗi đau khổ, dơ bớt cái sự khổ của ta. Mình thấy đó, mình thấy xúc động, mình thấy cảm ơn cái tấm lòng của những người. Người ta bao giờ cũng nói người ta làm cũng cực khổ, ta làm cũng tiền mà cực khổ, nhưng mà ta cũng đóng góp cho về quê hương mình, cho những người nghèo, những người khổ. Thì tấm lòng nó quý biết bao nhiêu nữa, mà người Việt Nam mình sống thấy yêu thương nồng ghét nhau, con thấy không? Dạ. Yeah. Như con, chú thấy con đi làm cái công việc này, con chẳng khác nào nhà, người đi tu. Hơn cái mấy người mà đi làm việc từ thiện bên đảo nữa. Không có gì đâu chú, thì con có chút thời gian thì con chạy xe con đem đến thôi mà. Chú thấy con cũng cực lắm, con đi nhiều khi con đi vô mấy cái đường hẻm, con kiếm mấy cái người mà nó đi trần hay luôn, đi dầm vô
có khi chú thấy có cái đi xuống tới miền xa nữa. Dạ, thì tại tụi con không có điều kiện thì tụi con có bỏ chú công sức, chứ tụi con không có tiền. Thấy quý cái gì nè, cái bữa mà cho con cho cái bà mà bán xôi đó con. Dạ. Cái bà bán xôi là bà không nhận tiền hả chú hả? À, cũng nhận rồi, cái con mua xôi của bà hết trơn rồi, cái con gặp cái đứa bé đi ngoài đường. Dạ. Cho đứa bịch bịch. Dạ. Có cái gì con mua bánh của bà nào đó đem vô cái chùa. Dạ, dạ, cái chùa toàn trẻ em bị bỏ rơi rồi bịch tàn tật đó chú. Tồi lắm. Dạ. Con phát nó bừng chứ, còn mấy đứa nhỏ thấy thương chứ không. Dạ. Chú cũng có coi mấy cái clip đó hả? Chú lên chú coi trên đó đó. Dạ. Có rảnh coi đỡ buồn. Dạ, thì coi thì chú thấy là ở Việt Nam mình cũng còn rất là nhiều người khó khăn đó. Dạ, thì có gì cũng có cái niềm an ủi, mọi người biết đến chú thì cũng giúp đỡ. Công việc của con với vợ con với mấy cái người mà đi làm cái gì thì là quý, so dịu được cái niềm đau của người ta biết cái gì. Hồi xưa mình đâu có con, mới sau này tự nhiên phát triển ra được cái này thấy đỡ cho đất nước mình. Nói chung là người khó khăn thì đâu cũng có chú, nhiều mà tại vì mình không đi nhiều, mình không biết nhiều thôi, mình vừa biết nói khu vực của mình, nhưng mà khi mà đi được nhiều á thì người ta là giới thiệu để tiếp tục hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, mà nhưng mà có những cái hoàn cảnh nó quá xa đi, con thì còn đi làm nữa, không có thời gian con đi được nhiều, thì những cái hoàn cảnh giống như chú ở đây thì luôn tiền ngày cuối tuần con về nhà thì con nghe mọi người giới thiệu thì con chạy đến con tìm hiểu đó. Thì chú cũng nói tóm này là chú cảm ơn mấy mặt thường quân rất nhiều, xin cũng như trời Phật ban cho họ có sức khỏe, không mà được có khá khá tiền gì sao cho giúp đỡ cho trong đất nước mình còn nhiều người nghèo khổ. Dạ. So dịu được cái lớn cái được cái niềm đau nó quý biết bao nhiêu. Dạ. Dạ, tại vì cái số tiền khi con giao là con phải đếm lại một lần nữa chú, để đôi khi lỡ mà có sai sót chứ thiếu thì con sẽ bù lại, chứ con làm cái này mà đôi khi nó sót của chú thì cũng tội lỗi cho con lắm. Thì con ngồi đây con đếm luôn, con để dựa dựa này con đếm được có gì rồi con bỏ lại cho chú nha. Dạ. À, cái số tiền đây, số tiền là 44.658.000. Thì con đếm từng triệu một. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 600, 58.000 là 60 luôn á. Rồi đủ chú ha, con đếm trong clip này là con quay lại đầy đủ rồi. Dạ đây, con gửi cho chú. Con buộc lại giùm chú ha. Con bỏ thư cho chú nha. Dạ. Rồi, con đã đếm đủ cái số tiền 44.658.000 thì con bỏ lại vô cái bao thư trong cái toàn bộ cái clip này. Rồi, đây con gửi chú ha chú. Dạ. Rồi thì cái này là mấy anh chị thương tình giúp cho chú, để chú trích ra một ít chú mua cái ghế như chú nói.
Cái này còn chú nói thì cái này nhờ sự giúp đỡ của anh em chứ. Như chú thì trời không biết làm sao mà suốt cuộc đời này ước ao cũng không được cái vườn đó đâu. Làm sao mình có tiền mua nổi cái vườn nữa không? Dạ. Thì chú vô cùng cảm ơn. Dạ vậy thôi, thì coi như là hôm nay con thực hiện cái clip này xong thì cũng rất là mừng cho chú. Được mọi người quan tâm giúp đỡ. Và chú có cái vườn thì chú cứ nhờ mấy người bên nhà thờ cha hay gì đó, hay là cô chú ở vòng vòng đấy, bà con gì đấy đấy, ai mua được thì ai đi được thì chú nhờ mua giùm và chú gửi tiền. Mình điện lên đó rồi nó chở tới đây nó gấp gáp cho mình, chứ cái đó mình không biết gấp gáp được. Dạ thì họ gấp gáp rồi họ chỉ mình cách sử dụng. Thì khi nào mà có được thì chú điện cho con biết, con mừng, con mừng giúp cho chú thôi chứ con được là chú điện cho con ha. Dạ con biết là chú có cái giường rồi, con mừng cho chú thôi, chứ nếu mà có dịp nào sau đó nữa con quay đi về thì con ghé con vô con thăm chú rồi con quay, còn không thôi chứ sao hết. Cái này là người ta đã tặng chú rồi thì chú cứ sử dụng tùy thích, chú sử dụng vào mục đích gì là chuyện của chú, con cũng không can thiệp vào đâu. Nhưng mà con chỉ có sợ là chú ở nhà mình và con đưa số tiền lớn thì con hơi nguy hiểm. Nhưng mà chú nói ở khu vực này với bà con xung quanh đây thì sao thì con dạ, thì con rất là yên tâm. Mấy năm nay không có trộm cắp gì. Dạ rồi, vậy là yên tâm rồi. Như nhà chú cũng đâu có ai lạ vô đâu. Dạ. Có những con rồi. Có ai lạ vô là biết liền chú ha. Mấy cái không ai vô chứ rồi. Dạ. Cả chẩn với cô kiểm thôi thôi không ai. Dạ. Với mấy đứa gần lên nó đỡ lên xuống đó. Rồi thì chú có tiền chú mua thêm đồ ăn ăn uống vô cho có sức khỏe nha. Cũng nhờ hơn đó chứ cho chú mấy triệu đó rồi chú mua. Cũng có thịt hôm trước mình nấu ăn cũng đỡ. Dạ. Thôi mừng. Vậy thôi con chào chú ha. Dạ. Bây giờ con đi làm tiếp. Đi làm tiếp thôi con. Dạ đi vòng vòng đây nhiều lắm. Dạ. Dạ. Rồi về tới con chào chú nha. Chúc dạ. Chú sức khỏe nha. Cất tiền cẩn thận nha chú. Dạ. Dạ.